Rồi thì hiện tại mình vừa xử lý xong một sản phẩm vang số AAP, model là K125 mã, với cái lỗi là bật lên là tiếng có ra nhưng mà tăng giảm âm lượng không có tác dụng. Nó vặn, nó chỉ giữ nguyên một mức, đáp rằng giảm effect không được, tăng không được, nó chỉ ở một mức cố định nha. Tất cả effect, mix, music thì đại đã xử lý ok này. Giảm nhạc, tăng nhạc. Cái lỗi mà điều chỉnh trên mặt này không có tác dụng thì là chuyển mode cũng không có tác dụng nhé. Kết nối vào máy tính cũng normal là cũng không thể tăng giảm, không có tác dụng được. Đây là một trong những cái ban bệnh đặc trưng và là bệnh rất là khó trên cái dòng này. Tiếp theo test về mic này. Vừa rồi mình có khách gọi nên sẽ được giảm. 1, 2, 6. Tăng mic đấy. 1, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Tăng tiếp này. Giảm effect này. 1, 5, 6. Chỉ có những mic khô này. Tăng lại effect này. 1, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết về xử lý sửa chữa các cái lỗi trên cái dòng vang số AP, model là K125 mã, và tất cả những model khác của AP thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 5964. Và mọi người, những ai mà chưa muốn đăng ký kênh, nếu có xem được video clip này thì đừng quên đăng ký kênh và kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo ở góc phải phía dưới video của hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mà kênh có đăng tải lên hàng ngày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.